20 phát tấu chùa bi, trai đi được vợ, gái đi được chồng. Câu ca dân gian được truyền tụng từ bao đời đã phần nào thể hiện sự đông vui, sôi động của lễ hội truyền thống chùa bi, thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực. Hội chùa bi mở trong 4 ngày từ 20 đến 24 tháng Giêng âm lịch hàng năm, là một lễ hội thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh Nam Định mỗi dịp đầu xuân mới. Đến với lễ hội này, ngoài việc du xuân chơi hội, quý vị và các bạn còn được thưởng thức một loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc. Đó chính là nghệ thuật dối cạn, hay còn gọi là hát dối ổi lỗi. Chùa Bi tên chữ Đại Bi Tự là chùa thờ chung của dân cư ba thôn Vân Tràng, Giáp Ba, Giáp Tư, thị trấn Nam Giang. Trong màn lễ của hội chùa Bi vào ngày khai hội chính thức, có một phần biểu diễn đã khiến nhiều du khách phải tò mò hấp dẫn là nghi thức rước thánh tượng và hát dối, một loại hình nghệ thuật dân gian tương truyền đã có lịch sử tồn tại hơn 900 năm với nội dung ca ngợi công ân của thiền sư Từ Đạo Hạnh, người đã sáng lập chùa Bi và có nhiều công đức với nhân dân địa phương cũng như quanh vùng. Nếu có thời gian về với hội chùa Bi vào buổi tối, du khách sẽ được thưởng thức trọn vẹn hơn về nghệ thuật này. Hát dối thường được trình diễn ở bái đường để chầu thánh, chầu Phật. Theo các nguồn sử liệu hiện lưu giữ tại địa phương và các cụ cao niên, hát dối để diễn lại tích đời nhà Lương. Thiền sư Từ Đạo Hạnh trên đường tu hành trở về quê hương đã cứu vớt 6 đứa trẻ quái thai trong một chiếc bọc bị thả trôi theo dòng suối. Thiền sư đã hết lòng nuôi dưỡng, nhưng cả 6 đứa trẻ đều không sống được. Nhân dân quanh vùng cảm phục về sự nhân đức của thiền sư. Sau khi thiền sư rời khỏi chùa Bi về tu ở chùa Thầy Hà Tây, nhân dân Ba Giáp nhớ công ơn ngài nên đã dùng gỗ làm ra 6 đầu dối to cùng các bài ca, điệu vũ để múa hát. Cũng có truyền thuyết cho rằng thiền sư đã làm ra 6 đầu dối gỗ rồi dạy cho nhân dân Ba Giáp, Vân Tràng, Giáp Tư, Giáp Ba cách múa hát để làm cuộc sống vui vẻ hơn. Sau đó, nhân dân đã sáng tạo thêm 6 đầu dối nhỏ. Dần dần từ đó về sau này, hát dối trở thành một nội dung chính trong lễ hội nhân ngày mất của thiền sư. Với nội dung ca ngợi công ơn của ngài, thể hiện những ước vọng về mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no và thái bình, cũng như dân dạy đạo lý làm người. Chùa Đại Bi thì là có thờ Đức Thánh Tổ Từ Đạo Hạnh. Ngài là dẫn mẹ về đây lánh nạn và có xây dựng lên cái ngôi chùa Đại Bi. Cái múa dối cạn của chùa Bi này nó gắn liền với cái ngôi chùa này từ cái thuở xưa khai. Hát dối đây thì không phải là hát dối để mà biểu diễn cho nhân dân xem, mà đây là hát dối hầu thánh. Khai mạc cái buổi hát ấy thì là bắt đầu là giáo trống rồi. Giáo trống xong rồi đến dâng cách này. Dâng cách rồi đến đứng cái hát hát vãn cấp trước cấp sau này. Rồi đến đứng cái rồi là múa đứng cái 2 cấp, múa 3 cấp, cấp trước, cấp sau và cấp thái bường. Sau đó là đến múa chàng, múa tiên, rồi đến dâng ông chớp, rồi đến dâng nàng ruông, tức là bà hoàng hậu đấy. Sau đó là đến hát tam cương, rồi là ngũ canh này, rồi đến hát dâng ông. Và cuối cùng là múa trầu xoảng, rồi đến hát phú cai là hết. Thường thường là chúng tôi cứ làm từ 7 giờ, mà nếu mà làm hết thì phải đến tầm 2 giờ sáng. Trong các đêm diễn, hát dối được bài trí tại gian giữa bái đường. Các đầu dối được làm rỗng, phía dưới cằm có vuông vải hoặc nhiễu điều rủ xuống để che tay người điều khiển, vừa làm cho đầu dối khi nghiêng, ngó, ngụp, lặn, lúc quanh ngang, lúc cúi đầu không bị lộ, làm giảm giá trị của trình diễn. Khi trình diễn thì đầu rối nhô lên ở phía đông, rồi từ từ diễu ra giữa.
sang phía tây lại thụp xuống, và cứ như vậy nhiều lần theo nhịp hát. Theo các già làng thì 6 đầu rối gồm đầu rối đội mũ lục giác có tên gọi là Chàng, hai người tiên, ông mách mặt to trông dữ tợn, ông chớp mặt đỏ và hoàng hậu tai đeo hoa. Các đầu rối tuy làm từ lâu đời nhưng phong cách nghệ thuật nước sơn vẫn bóng đẹp, thể hiện trình độ của nghệ nhân dân gian xưa. Những ông rối này chỉ được tặng phần đầu và được rất chú trọng đến cái phần chân dung, như là sự biểu cảm của những nét mặt, như là đôi mắt này, rồi là miệng cười này, rồi là mũi này, và biểu cảm cái thái độ. Họ cũng đồng thời được chạm với những cái thái độ khác nhau. Người thì vui, người thì buồn, người thì sầu não. Nhưng mà tất cả cái thái độ đó ấy, nó đã cho thấy rằng là những cái ông rối này không chỉ đơn thuần là những ông rối, mà nó còn thể hiện một cái rất là sống động những hình ảnh của những con người. Nghệ thuật rối cản chùa bi hay còn gọi là hát rối ổ lỗi không chỉ hay ở hình thức biểu diễn sinh động, âm nhạc mộc mạc đơn sơ mang đậm tính dân gian qua bộ gõ với thanh la, trống cơm, tam bảo, mà còn có giá trị nhân văn sâu sắc hàm chứa trong nội dung của ca từ. Ca từ phụ trợ cho múa rối được làm theo thể song thất lục bát và lục bát. Ngoài ra còn có thể thơ tự do, biến thể thơ lục bát có vần lưng và thể thơ đường luật. Do ca từ toàn bằng lời nôm cổ nên hình thức nghệ thuật này không mang tính chất đại chúng. Qua đó có thể thấy hết sự công phu, nhiệt huyết của các phường hát rối khi họ chỉ có cách duy nhất là học truyền miệng, không hề có sự biến tấu nào. Bởi trước khi lưu truyền cho những người thưởng thức, mỗi bài học ý nghĩa thấm thía trong từng bài ca đã là một lời nhắc nhở đối với họ sống sao cho trọn vẹn nghĩa tình. Các phường hát rối đều chỉ nam giới được tham gia, đó là những người nông dân, những người thợ cơ khí mộc mạc của thị trấn Nam Giang trong cuộc sống thường ngày. Nhưng được nhìn ngắm họ trong những màn biểu diễn cùng hòa chung lời ca trong từng động tác, chúng ta có thể cảm nhận hết được sự thăng hoa cảm xúc của những nghệ sĩ thực thụ. Hát rối chùa bi không đơn thuần là một trò chơi dân gian để giải trí mà có tính nghi lễ rất đậm. Do đó với những nghệ sĩ dân gian này, khi đã tham gia vào phường rối, họ sẽ gắn bó cho đến trọn đời cùng những tâm nguyện thành kính thiêng liêng. Tôi thì được truyền dạy từ qua 4 đời nhà tôi là theo tôi là người thứ tư. Các cụ lên chùa thì chúng tôi là những người con thì theo lên chùa, nó nghe hát và về là các cụ nắn làn điệu cho là học và thuộc. Cái khó nhất của cái phường của cái hát rối này là cái làn điệu. Và cái nhạc cụ thì cũng học rồi cũng làm được, nhưng cái làn điệu cơ bản là nắm làm sao cho nó đúng với chuẩn với cái làn điệu gốc của các cụ ngày xưa. Bây giờ thì cũng còn ít người là nắm được những cái làn điệu chính xác. Nó rồi nó cũng mai một dần thì tôi vào phường rối đến nay là tầm 26 năm rồi. Cũng còn có những chỗ chưa học hết được. Đây là nó là môn nghệ thuật tâm linh. Những người nào có tâm thì học rất nhanh, mà người không có tâm thì vào nhiều người cũng không học được. Nếu như trong bản hội bây giờ tôi là người trẻ nhất bản hội. Các bạn mới chưa để ý về môn nghệ thuật ở trường làng. Thì nghệ thuật nhiều người cũng không biết. Vì như tôi là hệ cha truyền con nối nên mình biết. Tôi cũng muốn là bản hội chúng tôi ngày càng nhiều anh em hơn và nhiều người biết đến bản hội chúng tôi hơn. Mong các cấp chính quyền quan tâm chúng tôi hơn để quảng bá cái mô hình nghệ thuật của chúng tôi mạnh hơn. Đến với hội chùa bi được thưởng thức những màn hát rối, dù có thể các du khách không hiểu được nhiều về loại hình nghệ thuật này, nhưng rõ ràng hát rối đã mang lại sức thu hút mạnh mẽ hơn cho lễ hội truyền thống chùa Đại Bi hàng năm. Tuy nhiên, việc truyền nghề hiện đang gặp rất nhiều khó khăn. Nguy cơ mai một của nghệ thuật hát rối ổi lỗi chùa Đại Bi đã thấy rõ. Hy vọng các cấp chính quyền cũng như ban ngành chức năng sẽ sớm vào cuộc cùng nhân dân địa phương để lễ hội chùa Đại Bi sẽ tiếp tục giữ gìn, phát huy được những bản sắc tốt đẹp, đặc biệt là niềm say mê, trân trọng nghệ thuật cha ông của những phường hát rối, để các thế hệ mai sau trên mảnh đất này mãi được hiểu, thưởng thức và nối tiếp loại hình nghệ thuật hát rối ổi lỗi
đã thực sự trở thành niềm tự hào sâu sắc của nhân dân Nam Giang nói riêng, Nam Trực nói chung từ bao đời.